À, ok, chào bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì uh, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái series đi sơ cấp Và cũng khá lâu rồi mình cũng chưa có đi sơ cấp đúng không? Thì hôm nay mình sẽ dùng lít để quẩy số cấp 1 Ok, hiện tại bây giờ là 13 giờ 32 nhá Cũng sắp bắt đầu trận đấu của mình rồi đấy Thì bây giờ giải số cấp 1 nó sẽ bị muộn mất 3 phút Tức là phải đến 23 nữa, 32 nó mới xuất hiện Ok, vòng đầu tiên mình gặp một thanh niên cũng tên Kit kìa Đó Là 38.000 máu, một thanh niên xảy ra thoải máy đi mà tháo giáp ra à thôi thôi cứ tháo giáp ra đi để đấy làm gì đúng không một phát này úi rồi ôi <laughs> ok đối thủ của bạn đã kiệt sức mình đã nhận được bốn ngọc rồi thì mình nghĩ là một cái giải đấu này nó cũng chỉ tầm 5 vòng nay có hơn có gần 50 mươi đăng ký thôi mà hôm nay là chủ nhật nên là nó cũng khá là đông thì mình nghĩ cũng chỉ tầm 5 vòng thôi ok Hiện tại sức đánh của mình là 57k nhé Và mình đã không cần dùng trưởng. Ok. Ai đây? Mình cũng không... Mình thấy có vẻ như cũng có khá nhiều gương mặt gọi là... À, đáng gờm đây rồi. Để xem thanh niên bật cờ là ai đây. Ồ, oh, 162.000 máu. Không biết... À, mình nghĩ là mình có thể phá được khiên nó đấy. Nếu mà mình gặp nó. Ui giời vòng hai mình gặp một thanh niên xây ra 11.000 máu. Chỗ này thì thắng nhanh thôi. Hay mình đùa nó một tí nhỉ? Thả máy đi. He he. Ừ, làm cho nó quả cô kinh kênh kỳ phát. Genki Dama. Đây. Chạy đi đâu? <laughs> Chạy đi đâu? Úi rồi ơi. Thấy chưa? Cho nó phải nhìn kiểu nào biết chắc là mình chết rồi mà nó chả làm được gì Ok Ơ sao Nãy mình thấy có thanh có thanh mật, thanh bật cửa đen vừa nãy nó À Nó dịch chuyển theo mình Đậu xanh Mình cứ tưởng là có thằng uh, siêu cấp Mình tưởng nó, nó, nó là thằng siêu cấp ấy Ok hay mình hiếp nó luôn nhỉ Từ từ Liệu đánh nổi nó không Thoải mái đi Chơi luôn sắn đi đúng không mày này ok d <laughs> d đề... boy gold thanh niên không biết trận đấu mình sẽ diễn ra trong bao nhiêu lâu nữa nhỉ mình đang được vào vòng 3 rồi 39 giây nữa 39 giây đếm ngược ờ, để mình đổi qua mấy cái khu nào đi Qua khu không Xem có những thanh niên nào <laughs> mình đợi mình đợi khu anh em ạ thằng kia mất choáng mình cứ đứng cạnh npc cho nó an toàn đi đậu xanh đậu xanh đậu xanh ơ ơ ơ này thì mày này ôi chắc mình phải tháo cờ thôi công tí nó lên giải số cấp nó đập mình sắp mặt đấy nó phá mình ấy mười ba giây nữa mình mới được đổi cơ Ờ, à, ừ, mình nghĩ là mình vẫn đuổi, kịp đổi cờ đấy anh em ạ Bởi vì là Ôi, kem cây 6 sao Được rồi Bật khiên lên nhá Nó 220k máu Cũng khá lâu rồi mình chưa có đi siêu cấp Nên là mình gặp cũng nhiều thanh niên cũng tầm cỡ đấy Nó khá là trâu Mình sẽ gắn camera lên đây nhá Chết không? chết đâu mày làm sao cơ ui mình không phá được kia nó rồi mày này hai sáu mình phải cố gắng không được để thua nữa nhá mẹ rồi đấy mình biết ngay mà mình tính thời gian chuẩn rồi đấy em ạ Ok À bạn này sơ cấp 2 này Ok Mình biết ngay mà Đến lúc còn 27 giây mình phải dịch chuyển thức thời luôn Thì sau khi Mình dịch chuyển tức thời ấy Mình sẽ có đủ thời gian để câu giờ Đấy là những cái kinh nghiệm mà mình đi sơ cấp mình có được à, Sau bao nhiêu lâu Mình không đi sơ cấp thì mình Vẫn còn giữ được những cái kỹ năng đấy Hề <laughs> Nói chung mà cũng tầm 3 tháng rồi Mình cũng chưa có quay trở lại sức sự... Ơ, à, cũng Gần 2 tháng, gần 3 tháng rồi. Chứ chưa, chưa được 3, 3, tháng đâu Từ lúc mình cày Pluto đến giờ Mình cũng bỏ bê việc đi xuống cấp lắm Ok, cái giáp mình không mặc lại, lại nữa rồi À ừ nhờ, khiên, khiên, khiên của tôi đâu Ui, Mình xích nước quê, quên, quên mất cái khiên Nói chung là cần phải có cái khiên Hello À 5x 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 Ui giời 19.000 máu Bạn tuyệt vời lắm Ui, không biết mình có quả có, có Genki Dama chưa nhỉ Genki của mình hồi chưa Ờ vẫn chưa hồi anh em ạ Thôi mình sẽ Không có Genki Dama Mình sẽ dùng Ken Cho nó chất lượng Nào Ui Ken mình đấm 140k chứ Ghê nhỉ Ok, mình đã nhận được 4 ngọc rồi. Ở gắn lại cái khiên đã. Ok, còn 10 giây nữa trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu. Ê, cái thanh niên kia nó cứ dịch chuyển theo mình kìa. Nó có đi siêu cấp không? Nó bảo nó siêu cấp 2. Nên là có thể ở vòng này mình sẽ không gặp nó được rồi. Cũng khá là tiếc. Không biết là vòng sau mình sẽ gặp ai. Mình thải mình đang vòng 4 nhé. vòng 5 rồi. Nãy mình đã qua vòng 4. Ồ oh. Ui giời, Thấy Vegito Mình tưởng là thằng nào phải mạnh lắm cơ Vegito Thế mà nó cũng vào được tận vòng này cơ Đã đến lúc để thử cái Genki Dama của mình rồi Nào Nhìn một tí đi Chuẩn bị nha Ten 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 Anh em đây là Goku Còn thằng bên dưới là Jiren Ziren chứ <laughs> Đấy Ok mình đã vô địch rồi Vậy là mình đã nhận được 50 đàn nâng cấp Ôi, nó chỉ có 5 vòng đấy anh nha ạ Có chắc là mình sẽ xem có ai xin đàn nâng cấp không Để mình cho nó nhé Ờ à, giá đát mình đâu à mình đang mặc cái giá đát rồi có ai xin đá không nhỉ chúng mà cũng lâu rồi cũng uh, là... À, chưa có mình cũng chưa đi siêu cấp ấy nên là không biết có ai xin đáng ở đây vẫn còn có người nhớ mình kìa mình cho bạn này đá đã ui mất năm ngọc rồi trời ơi mình phun bạn bè Ê. À. đây di chuyển theo đó ai đây giao dịch nào mình sẽ cho bạn này đáng nâng cấp nhé ở đây thì chúng ta còn 5 viên ruby cơ mà. Cái ruby thì trước mình đi ngọc dùng đen ấy với cả sapphire mới mình đi ngọc dùng đen mình được. Đã nâng cấp thì thoải mái. Đằng nào thì nó không có nó không có tắc, nó không nó không có giá trị gì nhiều ấy. Là cứ cho đi. Đằng nào mình chẳng mất gì mà. Ok. Rồi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. Anh em xem này thì hay thì nhớ bỏ ra vài giây để muốn đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.